Được. Rất khó khăn bỏ nhá. Này, nhấc nhá, nhấc lên lấy tiền trước. Ý tiền.
Hãy
Cô ơi, khó lắm bây giờ người lạ này. Bây giờ rất khó khăn bỏ nhá. Một lúc nữa mà không có xe cộ thì có thể cho ngủ. Vâng, cho cháu ngủ nhiều một đêm. Cả tất nóng, chị cháu đang bị bệnh. Cháu lên mà tối quá, nhìn cái đường đi ba. Ông cho cháu ngủ nhiều một đêm không ba? Được rồi, con cho ngủ đêm. Ngoài nhá. Dạ vâng, cháu ngủ đêm. Thôi nhá, ở đây. Vâng, đây, cho qua đây. Cháu ngủ đây ạ ba. Được, cho qua đây. Vâng, cháu ngủ đêm. Được rồi. Ông ngủ chỗ nào không? Đây. Thôi đấy, không có đấy, ông con anh ngủ đây. Đây. Thế này. Ngủ đây không? Ừ. Má chả má. Thôi cứ ngủ đây. Cho con không ạ? Ừ. Có vậy. Cho con rất nhiều ạ. Thank you.
kia, chú về nhá. Hôm nay ông chẳng đi đâu, ông với con cháu có cơm. Ok nhá. Thế như này. Này, con quay lên này. Đây, đây nhá. Nhìn thủ nhá, ok, xin con cháu như này. Đây, con cầm cho em. Nè, bình tĩnh nhá, cố gắng nhá, đừng quên nhá, cho mẹ của em nhá. Ok. Đùa. Đùa đấy. Thầy con những về làm mà thích mà. Đi ra này, nhấc xem, nhấc để chỉnh trước, để nó nhấc được cái công như mà. Đi đâu rồi đâu? Để này, mai ba này nhấc đầu xe đấy. Ông cứ cho, kéo vào kia nhá. Được rồi. Rồi. Ba, quay. Nghĩ kiện rồi trời ơi, ấy quả thật đấy, quả thật dây trái, quyết được, lùi xe mới đi được, ông bỏ lùi xe, được rồi, cảm ơn ông ạ, mọi người bình tĩnh nhá, mời cháu, đúng nhá, nói đủ nhá, đủ cái này, ôi, ôi trời, trời. Cháu cảm ơn nhau. Ông nổ rồi. Thôi, đi nói. Cứ bình tĩnh mà làm. Ba người theo ông rồi. Để cho con cháu nói. Nhìn thấy ra một vấn đề.
nóng này. Đi nhé.
con xong xong đấy. Bạn đi bỏ đi. Nó lên lên đây đúng không? Nó lên chưa? Đi vào này rồi đúng không? Thế là đừng rồi. Mình đi lên vào này á. Nên nó còn nằm xuống này làm sao mà nhìn tận đấy. Thank you.
mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay. Tại họp báo diễn ra vào sáng nay, Ngân hàng Nhà nước thông tin đơn vị đã bán ngoại tệ ở mức giá 25.450 đồng và nhận được phản ứng tích cực từ thị trường. Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công khai can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ tích cực, thị trường đã có phản ứng tích cực khi tỷ giá có dấu hiệu bắt đầu hạ nhiệt. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ cho biết Ngân hàng Nhà nước đã có biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường ngoại tệ, nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế. Về vấn đề tỷ giá,
cháu nghỉ một đêm thôi bác. Cháu đưa ngay lại cháu đi viện mà tối có một cái điều ạ. Bác ấy chúng mày khổ quá nhỉ. Cho những bạc này để làm nhé. Nhà đâu?